Hôm nay khỏe không tất cả các bạn? Mình là Dũng Senpai và chào mừng tất cả các bạn đã đến với Chủ nhật cùng Senpai. Ok, thì hôm nay là một ngày đặc biệt trong những ngày đặc biệt luôn. Đó chính là kênh của Dũng Senpai đã đạt được con số 10.000 subscribe. Thiệt không biết nói gì hơn nữa. Thực sự cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. 10.000 anh em, cảm ơn rất là nhiều. Đó thực sự là một con số không thể lớn hơn đối với mình luôn. Rất là vui mà cảm xúc sân trào. Và nhân dịp ngày hôm nay kỷ niệm 10.000 anh em đã đăng ký kênh của mình, thì mình sẽ làm video mình đã hứa từ trước. Và mình đã lựa ra một số câu hỏi mà mình cảm thấy là mình có thể trả lời được, và mình sẽ trả lời tất cả các bạn. Ok, thì chúng ta bắt đầu thôi. Đầu tiên thì có rất nhiều bạn đã hỏi cùng một câu, đó chính là tên, tuổi, rồi quê của mình. Bây giờ mình sẽ trả lời luôn. Và mình, Dũng Senpai, tên thật là Nguyễn Bá Dũng, năm nay 20 tuổi và quê ở Quảng Trị. Ok, thì thông tin cá nhân thì như vậy chắc là đủ rồi nhỉ. Câu hỏi tiếp theo, và bạn Đỗ Trọng Bình có hỏi là: nguyên nhân nào đã đưa ông Dũng đến với thế giới game minh thế? Đã làm game minh rồi thì liệu ông có bỏ ngang như channel như Thành Sika hay Dragon Jumbo hay Hiếu Béo hay Lực Game Việt chứ? Alright. Thì từ khi mình còn rất là nhỏ thì mình đã có niềm đam mê rất là lớn đối với máy tính, điện tử, máy móc. Nói chung là những cái thiết bị có liên quan đến điện tử mình thích hết. Và đam mê máy tính thì đam mê luôn cả gaming luôn. Và cho đến bây giờ mình vẫn chơi game. Và mình coi đó là một sở thích rất là lớn đối với mình. Một trong những sở thích tuyệt vời nhất của mình. Nếu mình có bỏ ngang YouTube không á? Nếu chỉ còn một người, vẫn còn một người ủng hộ mình, thì mình sẽ không bao giờ bỏ ngang YouTube. Câu hỏi tiếp theo, bạn Nguyễn Huy có hỏi: anh thích chơi game gì nhất? Mong anh trả lời. Và bạn Tiểu Linh hỏi luôn là anh đắc ý với loại game nào nhất? Với game nào nhất? Dưới quan SS, Gubay SS, thể loại game mà anh yêu thích là gì? Ok, thì game là một niềm đam mê rất là lớn đối với mình. Và trong suốt cuộc đời, sự nghiệp chơi game ơi, 14 năm chơi game của mình thì có 5 từ game là mình dành nhiều tình cảm nhất, chơi nhiều nhất, tốn thời gian nhiều nhất. Đó là có 5 game. Đầu tiên là gì nhỉ? Red Alert 2, báo động đỏ 2. Và thứ hai là Dota 1. Hai là Dota 1. Và thứ ba là Pokemon. Pokemon Red, Pokemon Blue, Pokemon Spear, the Ruby. Saffron City, let's take her on. As I was saying, we have Kaji, who has Bite, which will be super effective on you guessed it, Psychic type Pokemon. Các loại trong Pokemon. Thứ tư là Don't Stare, đừng chết đói. Một tựa game sinh tồn. Năm là Terraria. Cũng một tựa game sinh tồn luôn, cực kỳ hay luôn. Và đó là năm tựa game mình chơi nhiều nhất. Và thể loại game mà mình yêu thích nhất đó chính là thể loại sinh tồn. Có một chút kinh dị đấy, đó là thể loại mình thích nhất. Câu hỏi tiếp theo, bạn David DG có hỏi là: anh có bạn gái chưa? Câu hỏi tiếp theo, bạn Thảo Như có hỏi: xinh quá. Cái bạn Thảo Như có hỏi, và đây là câu hỏi của em, hơi dài, anh dáng trả lời hết nghe, hết hen. Ui giời ơi, 3 câu luôn. Thôi thì mình sẽ trả lời 2 câu thôi nha. 2 câu đầu nha. Đây, câu 1 là: động lực nào, nguyên nhân nào, tác nhân nào giúp anh có động lực làm YouTube vậy? Lúc đầu anh làm ít lượt xem, ít lượt sub, thì anh có nản chí muốn nghỉ làm YouTube không? Ok, thì bây giờ để mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện ngắn về quá trình làm YouTube của mình. Trong khoảng thời gian đầu mình làm YouTube khoảng được 40 video thì thực sự là một khoảng thời gian rất là chán nản. Bởi vì một video chỉ có khoảng cao nhất là 40 view một video. Thực sự là rất là chán nản, mình không hề có cái động lực nào để làm tiếp cả. Động lực duy nhất mình có đó chính là đam mê chơi game thôi, chứ còn lại là không có động lực gì để giúp mình tiếp tục cả. Thực sự rất là chán nản luôn.
Và tối hôm đó mình còn viết trên Facebook một dòng status rất là chán nản luôn. Sắp bỏ cuộc đến nơi rồi vậy. Hoàn toàn không muốn làm tiếp nữa. Và vào ngày 7 tháng 11, sau khi hoàn thành tập 5 của series game Limbo, thì mình đã quyết định là sẽ bỏ YouTuber, không làm YouTube nữa. Và đúng như thế, qua sang ngày 8 thì mình không đã động gì luôn, không làm luôn. Và đến tối ngày 8 thì có một cô bé đã nhắn tin vào Facebook của mình với nội dung như thế này: em là Dũng Senpai phải không ạ? Em chơi Inside hay lắm, em rất thích xem và em sẽ đợi tập 6, 7, 8, 9. Đọc xong tin nhắn của cô bé này thì mình như kiểu là vừa trên trời rơi xuống ấy. Tự dưng động lực làm việc, động lực làm YouTuber nó tăng lên một cách kinh khủng luôn. Mình kiểu như là lúc đó mình suy nghĩ là kiểu như là ồ, hóa ra vẫn còn người thích xem video của mình. Ok, vậy thì mình sẽ quyết định làm tiếp series Inside này cho đến hết thì mình sẽ nghĩ làm YouTuber. Ok, thì lúc đó mình làm hết series Inside này và không thể tin được, lượt view lên, lượt người xem lên rất là nhanh luôn. Và bắt đầu từ đó mình đã làm đến bây giờ và thực sự là rất là thành công. Mình cảm ơn rất là nhiều bạn Ngô Hoàng Trang. Em cảm ơn em rất là nhiều. Nếu không có cái tin nhắn này của em thì có lẽ là bây giờ em không có ngồi đây làm video 10.000 sub rồi. Thực sự rất là cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn. Ok, thì câu có 2 của bạn Thảo Như là: giọng người miền Trung ngang ngang. Mỗi lần quay em cố gắng nói tiếng phổ thông vậy, em có thấy khó khăn không? Ban đầu quay tựa game Soma và tựa game Inside thì thực sự là cực kỳ khó khăn luôn. Mình nói không ra tiếng luôn. Kiểu như phát âm vừa mới sinh ra đấy, phát âm như trẻ con ấy. Và bây giờ thì trong những video gần đây thì mình đã phát âm rất là ổn hơn lúc trước rồi. Mình cảm thấy là mình phát âm ổn hơn lúc trước rất là nhiều và chắc có lẽ các bạn cũng nghe rõ hơn phải không nhỉ? Câu hỏi tiếp theo. Ok, thì bạn Lân Xoái Ca có hỏi: nếu cảm giác của anh Dũng Senpai khi có off với 10.000 người subscribe thì anh có cảm nhận gì? Ok, thì cảm nhận của anh khi có off với 10.000 subscribe đó chính là luck, siêu luck luôn. Câu hỏi tiếp theo. Bạn Sơn Phạm có hỏi là: anh có người con gái nào để ý chưa? Hay là anh đã để ý em nào chưa? Mong trả lời. Người ta có để ý anh hay không thì anh cũng không biết nữa, bởi vì người ta có nói đâu. Và anh cũng đã để ý rất là nhiều cô gái, nhưng mà nói chung là để ý thôi chứ không có yêu đương hay gì hết đâu, bởi vì anh đang rất là tập trung để làm việc. Câu hỏi tiếp theo. Bà Lâm Bảo Duy có hỏi là: nếu sau này anh thành một YouTuber nổi tiếng thì anh sẽ có dự định gì, như là làm game hay mua những gì cần thiết? Ok, thì sau này nếu mà trở thành một YouTuber nổi tiếng thì anh sẽ lên đường và đi tìm người mà anh yêu. Đó chính là ước mơ của anh. À, đó chính là một trong những ước mơ của anh. Câu hỏi tiếp theo. Và bạn Nguyễn Tấn Toàn hỏi là: anh có xem anime không? Thì anh trả lời luôn là anh xem rất là nhiều anime. Câu hỏi tiếp theo. Haokyo hỏi là: anh có coi phim kinh dị không? Anh rất ít xem phim kinh dị và anh chỉ xem phim kinh dị khi mà có con gái ngồi bên cạnh thôi. Câu hỏi tiếp theo. Bạn Đô Linh Khoa hỏi là: em coi phim xác chưa? Và bạn Lê Ngọc Ân có hỏi là: Senpai, em đã đồng hành với anh từ khi anh còn ít xúc, liệu anh có quên tụi em hay không? Quên là buồn lắm. Senpai trả lời ạ, một fan nữ trung thành với idol. Ui giời. Bạn và bạn Ân Ân có hỏi luôn là: anh nhớ được hoặc ấn tượng bao nhiêu tên fan nữ của mình? Ây da da, thì anh là một cái thằng có đầu óc rất là hay quên. Bởi vì vậy là anh đã lưu những ai, những fan hâm mộ hay là những ai mà anh có cảm tình đặc biệt vào một chỗ, như các bạn đã thấy đấy. Và mình lưu vào đấy để sau này khỏi phải quên những fan đặc biệt này. Câu hỏi tiếp theo. Bạn Lì có hỏi. Lì có hỏi: anh sẽ tay, một động lực nào để làm video vậy? Câu này thì mình trả lời ở trên rồi nha. Và câu sau là: muốn làm một YouTuber có khó không anh? Ok, thì làm một YouTuber thì rất là đơn giản thôi. Nhưng mà làm YouTuber để kiếm ra tiền thì cực kỳ khó. Câu hỏi tiếp theo. Bạn Nguyễn Thịnh có hỏi là: anh thích gì nhất? Anh thích gái nhất. Câu hỏi tiếp theo. Bạn Ngọc Anh có hỏi là: hello anh Dũng Senpai, anh thấy anh FA là gì? Anh gay phải không? Anh có nhu cầu tuyển người yêu thì cứ gọi 13, bên em sẽ phục vụ tận tình. Alo, có phải 113 đây không ạ? Bên anh có tuyển gay không ạ? Tên anh con mẹ mày. Câu hỏi tiếp theo. Ok, thì câu cuối cùng đây rồi.
À, bạn Panda Gấu Trúc có hỏi là anh nghĩ gì về con đường YouTuber và ba mẹ anh có ủng hộ anh trên con đường YouTube hay không? Anh làm YouTube chỉ làm cho vui hay là đam mê? Anh nghĩ gì về con đường YouTuber á? Anh cũng không biết anh nghĩ gì về con đường YouTube nữa. Nhưng mà anh làm YouTube là bởi vì đam mê chơi game. Còn ba mẹ anh có ủng hộ anh trên con đường YouTuber hay không? Thì mẹ anh có ủng hộ anh trên con đường YouTube này. Còn ba anh thì chưa biết. Anh làm YouTube chỉ làm cho vui hay là đam mê? Anh làm YouTube là làm theo, hoàn toàn là làm theo đam mê chơi game. Ok, thì mình đã trả lời câu hỏi cuối cùng. Và một lần nữa mình xin gửi lời cảm ơn đến những bạn đã xem và 10.000 anh em đã subscribe, đã theo chân mình suốt quãng đường vừa qua. Và thực sự cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Ok, thì mình sẽ thông báo với các bạn một thông báo nhỏ đây, đó chính là nếu video này trên fanpage được 100 lượt share thì tuần sau là vào tuần sau, tức là tập 4 của series Chủ nhật cùng Senpai này, mình sẽ thực hiện chương trình thử thách cùng Senpai. Và chắc cái này các bạn muốn lắm phải không? Cảm ơn các bạn đã xem. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và chúc một ngày tốt lành.